Xin chào mọi người, mình tên là Hằng. Hôm nay mình xin giới thiệu qua chút về thư viện Song Book như thế nào và cách nhập thành viên, thẻ thành viên như thế nào nhé. Rồi mình sẽ giới thiệu qua về nội dung sử dụng cách thư viện ở quận Sungbuku nhé. Ở quận Sungbuku có rất nhiều thư viện, tính đến tháng 12 năm 2021 thì có tất cả 15 cái thư viện và đều được sử dụng miễn phí. Nếu các bạn đăng ký thẻ thành viên từ thư viện thì mọi người sẽ mượn được sách, và đặc biệt ở thư viện Sungbuk Chongbo ở Sungbuk có rất nhiều sách đa văn hóa. Ở trang chủ của thư viện, mọi người có thể sử dụng điện tử và sách dạng đọc cho mình nghe cũng có. Giờ mình sẽ giới thiệu về cách làm thẻ thành viên của thư viện. Các bạn muốn mượn sách của thẻ thành viên là thư viện thì các bạn cần phải có thẻ thành viên thì mới mượn được sách. Nên trước tiên các bạn đăng ký trang web trước và đăng nhập IBIN để nhận dạng thông tin cá nhân của mọi người. IBIN các bạn có thể ra xã gần nhà để xin. Nếu đăng ký thẻ đăng ký hội viên xong thì các bạn có thể mang chứng minh thư đến thư viện gần nhà các bạn nhất để đăng ký thẻ thành viên. Mọi người đến thư viện chỉ cần đưa chứng minh thư và nói tôi muốn làm thẻ thành viên thư viện thì người làm trong thư viện sẽ làm cho mọi người. Nếu đăng ký xong thẻ thành viên, mọi người có thể sử dụng được tất cả các thư viện ở quận Sungbuk. Một thư viện các bạn có thể mượn được 5 quyển một lúc và mọi người có thể mượn được 20 quyển trong các thư viện khác nhau. Có thể mượn trong vòng 2 tuần và trong 2 tuần đấy mà người khác không có đặt mượn quyển sách đó thì mọi người có thể mượn thêm 1 tuần nữa. Và mình xin giới thiệu chút về thư viện Sungbuk Chongbo. Thư viện Sungbuk Chongbo được thành lập từ ngày 19 tháng 1 năm 2014 và hiện tại có tất cả 24 quốc gia. Và tầng 1 là phòng sách dành cho các bé và có rất nhiều sách của các em nhỏ của các nước khác nhau. Tầng 3 thì là sách dành cho mọi người tuổi thành niên thì ai cũng có thể đến và có rất nhiều sách của các nước khác nhau. Ngoài ra thư viện còn có các dịch vụ khác nữa. Thư viện ở quận Sungbuk, mọi người có thể sử dụng các dịch vụ đặt chỗ không cần người và trao lẫn nhau. Dịch vụ đặt chỗ không cần người là bạn có thể mượn sách mình cần thông qua thư viện U được thành lập ở các ga tàu điện ngầm và cơ sở của quận Sungbuk mà không cần đến thư viện. Mọi người chỉ cần tìm kiếm sách mượn trên trang chủ và nhấn nút in nguyên giấy đặc thể chun và chọn ga tàu và cơ sở của bạn muốn nhận. Cho mượn trao đổi lẫn nhau là khi mọi người đang sử dụng thư viện mà không có sách mọi người cần nhưng lại thuộc sở hữu của các thư viện khác ở quận Sungbuk thì mọi người có thể nhận sách từ thư viện mà mọi người đặt đơn xin mượn sách. Này, tất cả mọi người cần thì tìm kiếm sách sẽ mượn ở trang chủ và chọn thư viện mọi người có thể nhận bằng cách nhấn nút sang hô thẻ trang xin trang. Cả hai dịch vụ trên đều vào trang chủ của thư viện và sử dụng các thiết bị di động đều được. Cuối cùng là nếu mọi người cần hỏi hay cần biết thông tin gì về thông tin về thư viện thì mọi người có thể vào trang chủ thư viện có các tiếng Việt nhưng mọi người cần tham khảo. Cảm ơn tất cả mọi người.